Hello các anh, hello các bạn. Chào tất cả các anh và các bạn đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả các anh em đam mê xe đã đến với kênh của ông chủ đẹp trai nha. Đẹp trai thì không nha, xin nha. Nói để cho lấy cái bớt hờ hợp mỗi lần xuất hiện trước cái máy quay làm cái clip nha các anh và các bạn. Văn Nga cũng thường hay nói vui thôi. Rồi, hôm nay tiếp tục Văn Nga sẽ làm cái clip cho Forza 750. Một chiếc làm xong rồi clip các bạn, các anh đã xem rồi, thì để bên trong chiếc xe đó đi ô đô 3.800 cây, một chiếc xe đẹp cực kỳ xuất sắc. Chiếc thứ hai hôm nay Văn Nga mới về ngày hôm qua, mới rửa xong hôm nay, thì tiếp tục lại một chiếc, hai chiếc màu xám nhám. Một chiếc này là màu xám bóng, nó tối hơn, còn chiếc kia màu xám kiểu như xám bạc vậy đó, là màu xám nhám nha. Trên cái clip các anh và các bạn có thể tìm xem lại, cái Văn Nga mới làm cách đây 3 hôm thôi, 4 hôm thôi, thì một chiếc Forza 750 rồi. Đây, mời các anh và các bạn xem qua một dòng xe tay ga, xin lỗi, đây là dòng xe số tự động Honda Forza 750 DCT nha các anh và các bạn. Đời 2022, chiếc xe này đập thùng 2023. Keng xài lướt cực kỳ keng đẹp luôn. Ô đô chỉ mới có 2.500 km mà thôi. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh. Xe hôm qua cũng biển số thành phố Hồ Chí Minh nha các anh và các bạn. Rồi, cực kỳ keng. Mời các anh và các bạn xem qua cho rồi Văn Nga sẽ đi vào chi tiết luôn. Các anh nếu mà đi MB da tay mà nó mỏi hay gì đó, nó quen nó nhiều rồi, thì muốn thay đổi một dòng số tự động để đi phố hoặc là đi hỗn hợp các cung đường, kể cả đi đường trường, đi chơi đường xa hoặc đi phố, đi làm, đi đa tiện dụng, thì chiếc dòng số tự động thì nó cũng khá là phù hợp với các anh khi muốn thay đổi. Ví dụ như bình thường mình bóp con tay hay gì đó, mình dùng những con motor quen rồi, thì chuyển vô đây là một dòng xe phân khối lớn số DCT, nó cũng giống như xe ga vậy đó. Số tự động nha các anh và các bạn ha, nó cũng kiểu như những chiếc xe ô tô. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết. Được số tự động này được trang bị trên những chiếc Goldwing số tự động, và này thì dùng chung. Rồi, nói về đèn thì dòng này cao cấp rồi, đèn Honda trang bị cho Forza 750 full LED đó rồi à. Động cơ 750 của Forza và XADV trang bị 750, động cơ nó giống nhau, nhưng cái form ở ngoài thì Forza nhìn có vẻ rằng là nó bự xe hơn, nó thấp hơn, còn XADV thì nó cao hơn nha các anh và các bạn. Rồi, nó cao hơn và nó bên cầm, nó off-road hơn nha. Rồi, ô đô mới có 2.500 km thì chiếc xe trong tình trạng xài lướt và rất mới. Mới làm được cái clip cho chiếc 48 xài lướt có 3.000 km xong thì chuyển qua dòng này. Một dòng tay ga, một dòng số tự động. Rồi, phục upside down Showa nha. Rồi, bánh này thì bánh 17. Trời ơi, cái xe nó mới nè. Mang tiếng qua sử dụng mà các anh và các bạn xem qua nè. Phê chưa? Đúng phê, đúng đã chưa? Có cái dĩa nó không hề có bị mòn vậy hả? Thường dĩa Honda nó mềm, nó dễ bị xước mòn, nhưng mà cái này cũng chưa có thấy mòn gì hết trơn á. 2.000 mấy trăm cây, lướt nhẹ mà thôi. Rất 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 đẹp. Thắng ABS đây nha. Đây. Nhìn thắng đĩa đôi, giờ mâm thắng đĩa đôi nó rất là chắc chắn. Mâm cũng đẹp. Rồi thắng đĩa đôi, đúng là nhìn một chiếc số tự động tay ga, số tự động, xin lỗi, số tự động cứ nói tay ga hoài. Số tự động rất là chắc chắn nha. Đèn rất đẹp, đèn rất đẹp, đèn led rất đẹp, nhìn bộ đèn nè. Trời, một dòng siêu số tự động, siêu tay ga, siêu tự động rất là cao cấp. Những cái thiết kế sau này thì nó thể thao hơn, nhìn cái góc cạnh của chiếc xe nhìn nó trẻ trung, nó thể thao rất là nhiều nha các anh và các bạn. Với khối động cơ 750 745 cc này, động cơ là lớn nha, chạy rất lực, lát mình nổ máy cho các anh và các bạn xem thêm, cho xem trên cái đồng hồ đi.
Chiếc xe nó mới quá, không biết tả gì thêm hết. Mình chỉ nói trong tình trạng nha. Rồi màn hình tiếp ti 5 inch. User nè, support nè, standard nè, run nè, user nè, support, standard, 4 mode chạy luôn. Rồi mình nổ máy nha. Những cái chúng ta khi chúng ta nổ máy đây. Xong chúng ta vô số là D. Dừng lại thì chúng ta có thể nó tự trả về luôn cũng được. Khi tắt máy tự trả về mo, hoặc chúng ta dừng lại chúng ta này. Còn đi thì chúng ta vô số như vậy nó báo 1 ha. Còn chúng ta có thể chuyển D hoặc M tùy thích. Rồi. Rồi, khi chúng ta dừng lại thì chúng ta trả lại nó như vậy. Để vô số đi thôi. Có kết nối Bluetooth, nghe điện thoại, giọng nói rồi đầy đủ nha. Các anh về có thể tùy chỉnh từ kết nối vô. Có kiểm soát động cơ, kiểm soát lực kéo. Báo chữ T chỗ đây, Honda là báo ở đây. Rồi, có thắng tay luôn hả? Rồi, nhẹ nè. Rất là nhẹ nè. Khi các anh đậu chấm nghiêng ở trong nhà, nó sợ ngã hoặc trẻ con nó leo lên đó, nó chạy xe tới nó ngã hoặc đó, thì các anh có thể đậu thắng tay lên, gài cái này lại nha, là nó khóa cái bánh xe lại. Rồi quá mới luôn nha. Mới mua 2023, mới 2000 500 km thì quá mới, xài lướt quá mới. Đây, trở lại cái ô đô lần nữa, nhìn cái ô đô nãy nhìn chưa? Nhìn rồi, 2595, còn 5 km nữa là 2600. Thì chỉ mới có thay nhớt lần 2 mà thôi. Trong tình trạng như thế này mới có thay nhớt chỉ có lần 2 mà thôi. Mang tiếng chiếc xe qua sử dụng, nhưng mà sử dụng rất ít như thế này. Thì thay vì các anh đi đập thùng một chiếc xe mới, thì chuyển qua mua chiếc xe này có đi 2000 mấy trăm cây và nó mới như thế này, các anh tiết kiệm được 100 mấy chục triệu so với đi đập thùng xe mới nha. Chơi đã đời rồi, sau này cắt lỗ cũng ít mà thôi. Đây màu xám như lúc nãy nói, màu xám nó tối một tí xám, có xám xanh nhẹ đó. Rồi, rất mới nè. Bô xuống dưới nè. Mới nha các anh và các bạn. Đó. Rồi, ghi ở cái giờ dưới. Anh chủ xe có dán keo hết ha. Có dán keo đầy đủ ở toàn thân xe hết. Rồi thắng nè. Thắng ABS trước sau. Rồi, nhìn cái đồ nó quá mới chưa các anh. Đó. Quá mới luôn. Những con ốc những như thế này cực kỳ đẹp. Bô không trầy xước, không gì miếng nào luôn. Anh chủ có xem trên YouTube, anh chủ biết mình, anh chủ gọi điện, anh chủ quán cho mình chiếc xe cũng nhanh gọn lắm. Trao đổi với anh ít ít rồi anh nhường lại cho bên Nga thôi. Bởi vì xe mới quá cũng không có cần phải trao đổi nhiều. Những nó hợp lý, anh phù hợp là anh nhường mình mang về bán. Rồi. Rồi có còn cái miếng cạc te dưới này nữa nha các anh và các bạn. Anh chủ tháo ra về các em rửa, các em chưa có gắn vô. Nhiều khi chắc anh để muỗng này để mình bảo dưỡng cho nó dễ hả. Mình sẽ gắn lại vô sau. Rồi đầy đủ đẹp. Nhông sên dĩa được tất cả mới tinh. Rồi anh như có làm cái bách, giờ cái bách hạ bách rồi cho nó thấp hơn một tí. Chiều cao yên của chiếc chiếc ADV này, chiếc Forza này là 790 thì nó cũng cao thì cũng phải cao lắm, nhưng mà cái yên nó lớn hả, nên thành ra ngồi nó hơi chớ với. Thì anh hạ cái bách xuống tí xíu. Rồi số DCT, nồi ly hợp kép số DCT nha các anh, 6 cấp. Rồi. Với động cơ này, động cơ hai máy nha. Ngày trước Vân nghe nhầm là kiểu xe tay ga một máy, nhưng không phải, này động cơ là động cơ hai máy. Thông số thì động cơ hai máy cho các bạn xem cái giữa cái thùng xe. Đó, nó mới tinh vậy nè. Các anh mua xe qua sử dụng mà các anh coi nè. Cặp chìa khóa phụ còn nguyên, đủ hai chìa khóa. Đó, cái miếng mã vạch này còn nguyên. Rồi sách sổ hướng dẫn đầy đủ. Rồi, nó thành một cái đẹp luôn.
Rồi. Hai cái mod, hai mod chắc đằng trước. Đây, cái thùng này thì đựng được một ít đồ và cái nón bảo hiểm được. Rồi, cái chỗ này túi để đồ nghề ha. À, hình như sổ bảo hành để đây quá. Cũng không phải sổ bảo hành luôn. Dòng này dòng nhập đúng hay là nó không 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 có sổ bảo hành, không làm sổ bảo hành. Rồi, mới mua 2023 mà thôi. Rồi, quá ok. Đây hai cái mod. Hai cái mod còn là chưa gỡ ra cái nào luôn, y nguyên luôn. Đây. Trong tình trạng mới quá, không biết nói gì nữa đâu trời. Chỗ này đổ xăng nha các anh và các bạn, nhấn hai cái nút này. Nhấn bên bên này thì chúng ta mở nút cái yên sau và nhấn nút này thì chúng ta mở cái nắp đổ xăng. Khi đổ xăng chúng ta không cần phải leo xuống khỏi xe đâu, ngồi trên xe cũng được rồi. Khóa xài smart key. Rồi. Ngồi trên những cái chiếc xe tay ga, xe số tự động DCT, ngồi cảm giác nó rất là ông chủ, rất là thoải mái. Nha. À, nếu mà đi những cung đường, đi chơi đường dài, đường xa hoặc đi phố thì những chiếc như thế này khá ok. Rồi mình sẽ hạ xuống. Rồi thử chiều cao yên cho các anh và các bạn xem. Đó, như đã nói, anh có hạ xuống cái bách. Lúc nãy mình chỉ có bách ở dưới đó, anh có hạ xuống. Những cái xe nó cao như thế này, mình nó có cái bách ở dưới đó. Các anh muốn hạ cho nó thấp xuống, mình hạ xuống được. Anh hạ xuống dễ chịu lắm nè. Chiếc kia hôm qua chưa có hạ thì nó hơi vớ một tí. Còn chiếc này rất là dễ chịu. 790 thì nó cũng không phải là nó cao lắm đâu. Như đã nói thì do cái yên này nó lớn nên mình phải banh cái chân ra hả. Rồi, còn nói về dùng thì chiếc này quá ngon rồi. Đèn trước rồi rất đẹp đó. Mạnh lắm nha, mạnh lắm, 750 mạnh lắm. Động cơ hai máy nữa. Kính này thì mình có thể xếp được cho nó gọn. Đây, chúng ta xếp lại cho nó gọn. Anh có lên cái kính, anh có lên cái kính chắn gió thấp, nó ngầu hơn, nó màu đen. Cái kính zin nó dài hơn, mình sẽ giao cho các anh và các bạn khi giao dịch được cái xe này mình giao cái kính zin luôn nha. Rồi nó có đầy đủ cái kính, nó dài lên cỡ này nè, kính chắn gió đó, còn kính này là kính đồ chơi. Đây, vậy thôi, tay ga thì cũng không có cần vô nhiều. Quá mới, quá xuất sắc, quá đẹp luôn. Rồi sẽ là cái giá để báo cho các anh có thấy hợp lý thì mang về chơi trải nghiệm nha. Giá mới mua Ratan xong thì 635 triệu cho chiếc xe này nè. Giá mới nha các anh các bạn, Ratan xong hiện giờ cũng vậy, và từ trước kia mới về thì tầm 607-608 nhưng sau này còn 603. Thì hiện tại Ratan xong tầm 630 triệu hay 635 gì đó. Thì hiện tại Vân Nga chiếc này mới xài lướt 2.500 km, xe biển số thành phố Hồ Chí Minh. Sang tên về đâu thế cũng chỉ 1% mà thôi. Các anh mua thì có giá bán 515 triệu. Tiết kiệm đâu đó tầm 100 triệu hơn một tí xíu. Khi các anh sang tên xong này nhiều lắm là tầm 10 triệu quay đầu là xong thôi. Bởi vì đóng thế chỉ có 1%. Thì này có giá bán 515 triệu, có bớt lọc tí xíu. Cái giá cắt lỗ mới mua 2023 thì cắt lỗ cũng hơn 100 triệu rồi. Thì các anh có thể lựa chọn mà trải nghiệm chơi sau này có cắt lỗ thì nó cũng ít đi phần nào so với mình đi đập thùng mới nha các anh và các bạn. Có điều kiện thì đi đập thùng mới, nhưng để làm của về lâu dài luôn thì ok. Còn nếu mà muốn chơi trải nghiệm và thấy nó phù hợp và vẫn tiết kiệm đâu đó tầm 100 triệu, hơn 100 triệu thì lựa chọn chiếc này cũng cực kỳ ngon các anh và các bạn. Nó y chang hết mà thôi, không có trầy xước, không có gì hết nha. Không phải bị vì bản mới bản cũ gì hết. Xe này về 2021, 2022 và bán đến 2023 đồ đó, hiện tại vẫn còn nhiều khi về lai ra vậy đó. Chứ còn nó không phải là bị đời mới nào mà khác hơn đâu nha. Nó y chang hết, nó 2022 và 2023 nó y chang như vậy mà thôi. Rồi 515 triệu các anh có thích thì Vân Nga có hai chiếc, một chiếc màu này và một chiếc màu xám nhám. Bước tới đây cho các anh và các bạn xem thêm một tí đây. Mới về được chiếc SH 300.
Đời 2019 bản chữ T đi chưa được 2 ngày, mới có 1.800 km thôi. Mới len can luôn nè. Đang nói chiếc này có sọ qua chiếc kia luôn. Anh chủ đổi với mình chiếc Renegade, chiếc xe này mới odo có 1.800 km nha. Màu trắng lan can đẹp luôn. Rồi, đây nói chiếc Forza lúc nãy thì cái màu xám đây. Màu xám bạc, xám nhám bạc hả? Còn chiếc đằng trước thì chiếc bóng. Cả hai chiếc bằng giá nhau, các anh muốn lựa chiếc nào lựa nha. Đây, Văn Nga sẽ cập nhật thêm một số xe đang có sẵn. Còn đây là những chiếc 48, Harley 48. Rồi có Harley 48 nè, 883 nè, Ford Boy nè. Rồi tới này Ford Bob nè. 48 bên này cũng còn hai con và một chiếc Iron 1200 nữa. Và những chiếc xe tầm trung của nhà Harley rất xứng đáng để lựa chọn. Còn chiếc này thì chiếc T120 bên Nga mới về đời 2018. Chiếc này 355 triệu nha. Còn hai chiếc này là hai chiếc T100 của nhà Triumph, tổng cộng 3 chiếc. 4 chiếc bên Nga đang còn 4 chiếc từ Triumph. Còn CB Huyền Thoại, chiếc xe lan can đỉnh lướt đẹp luôn. 3 chiếc, 2 chiếc RS và 1 chiếc AX. Màu xanh đúng đẹp không các anh? Còn trong này thì Ducati 937 và hai chiếc bên trong là những chiếc Shadow nha, Shadow Phantom có, Shadow Aero có luôn. Rồi đằng trước thì cho cập nhật các anh và các bạn xem mới về được chiếc Yamaha Star. Chiếc Yamaha Vesta 1.300. Lúc trước bán ra rồi, hôm nay Văn Nga về lại nha. Một dòng xe 1.300 phân khối, giống như khủng long bạo chúa. Chiếc xe này đi cực kỳ sướng, cực kỳ ngon. Bữa nay chỉ 355 triệu cho chiếc xe này thôi. Đây, các anh có thích chiếc nào trên clip này, xin liên hệ trên góc màn hình của Văn Nga. Có hai cái số điện thoại quen thuộc là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Mô tô Văn Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Tất cả xe Văn Nga bán ra đều cam kết tình trạng xe, tình trạng đúng hết như những gì Văn Nga nói. Và giấy tờ phải được rõ ràng sang tên mới được mua bán giao dịch nha. Cũng xin nói thêm lần nữa, thì cũng nói cũng vài lần rồi, cũng xin nói với lần nữa. Thì thời gian qua thì rút gấp sang tên nó cũng hơi chậm. Vì so đó cái thông tư 24 á, thì cập nhật cái phiếu xuất xưởng và những hồ sơ update lên trên mạng, trên cổng thông tin khi sang tên toàn quốc. Thì hồ sơ nó nhiều á, thì lắm lúc cán bộ cũng khá là nhiều việc nên làm cái việc đó nó hơi chậm, tại vì số lượng nó quá nhiều nên lắm lúc rút hồ sơ xong mà khi sang tên ấp phiếu xuất xưởng lên nó quá là lâu, cũng phiền đến các anh và các bạn. Thì nói chung trước sau gì cũng sẽ xong thôi, nhưng có những chiếc hơn thì 5 ngày 10 ngày xong, nửa tháng 1 tháng xong, có những chiếc lên vài tháng mới ấp được cái phiếu xuất xưởng, tại vì có những nơi nó xa và hồ sơ nó nhiều á, làm nó cũng hơi lâu. Thì cũng mong các anh và các bạn thông cảm cho nha trong cái thời điểm. Chứ còn về lâu về dài thì nó vận hành tốt cái thông tư, update được những cái hồ sơ lên trên mạng hết rồi thì lúc đó nó cũng sẽ nhanh mà thôi. Mình cũng hy vọng cái đó nó sớm hơn để mọi người bớt đợi chờ, bớt vất vả. Ông chủ đẹp trai bị chửi nhiều nhất vì khách đợi sốt ruột quá, khách hỏi hoài luôn. Nhiều khi có những khách bực quá, khách quạo sao hồ sơ sao lâu quá, nhưng mà vận hành cái đó không biết sao nó cũng hơi lâu. Thì cũng mong các anh và các bạn thông cảm cho nha. Văn Nga cũng luôn luôn theo dõi và giải quyết những cái hồ sơ bán cho khách nó cố gắng nó sớm nhất, nhưng mà thường thì cũng từ 20 ngày đến 1 tháng xong một bộ hồ sơ nha các anh và các bạn. Rất chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn đã theo dõi và mến quý ủng hộ Văn Nga. Chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn. Chào tất cả các anh và các bạn.